Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, tập 130, chương 1291. Người không thể bị ghi chép. Một đám bệnh nhân tâm thần cùng chạy tới tham gia buổi tụ họp sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Câu trả lời thì thật sự là chỉ đến tham gia buổi tụ họp, sau đó mỗi người tự tản ra. Trong ngày tụ họp, bầu không khí quả thật cũng rất hòa hợp, mọi người đoàn tụ với nhau, dẫn đến việc phòng buffet của khách sạn đắt tiền trở thành một thảm họa. Sau khi ăn uống xong, mọi người cùng vui vẻ rời đi, còn rất có trách nhiệm mà khóa cửa nhà người ta lại. Về việc tính tiền, mọi người cũng chẳng thèm để ý đến. Chị Dracula bảo rằng chị sẽ trả toàn bộ chi phí, vậy nên mọi người cũng coi như là tới ăn trực một bữa rồi đi. Lục Tân biết Dracula thường hay xài tiền giả, vì vậy cũng đặc biệt dõi mắt theo cô ta. Sau đó anh yên tâm, Dracula không thể dùng tiền giả được. Dù sao thì phục vụ trong khách sạn cũng đã chạy sạch từ lâu, cô ta thậm chí còn chẳng cần phải tính tiền. Đừng nói là quầy buffet, ngay cả phòng trong khách sạn cũng được chọn tùy ý, chỉ cần mở cửa ra là ngủ thẳng cẳng liền. Một ngày trôi qua, ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị rời đi. Người rời đi đầu tiên chính là Phát Điều Tranh, người ta còn phải đưa con đi học, sau đó là Lão Vương Cuồng Nhân, theo những gì ông ấy bảo thì là lúc đi ra quên xin phép. Không biết bây giờ bác sĩ đang lo lắng đến thế nào nên phải nhanh chóng quay về, xin lỗi người ta thật đàng hoàng. Lục Tân vẫn chưa nói cho ông biết, bây giờ bác sĩ của ông đã huy động toàn bộ lực lượng võ trang trên thế giới để tìm ông. Sau đó là giày múa đỏ, cô biến mất ngay vào ngày hôm sau. Chẳng nói lời nào. Chẳng qua là có dùng son môi để viết mấy chữ bái bai lên chiếc giường trong phòng, sau đó còn vẽ thêm một hình mặt cười vui vẻ. Mọi người cũng tỏ ý thông cảm, dù sao cũng là người làm nghệ thuật, não bộ không quá bình thường là một chuyện bình thường. Sau đó Cửu Đầu Xà cũng rời đi, trước khi đi còn lịch sự đến thăm phòng Lục Tân, để lại một tấm danh thiếp. Cú đêm thì lại không được vui cho lắm. Dù sao thì Lục Tân cũng đã không đi đấm bóp cùng cậu ta. Cho đến khi Lục Tân hứa với cậu ta, sau này khi cậu ta đến Thanh Cảng, ngoài ra còn giới thiệu cho cậu ta một nhân viên đấm bóp phóng khoáng lạc quan có tên là Con Thằn Lằn. Ở lại sau cùng chính là Lục Tân và Dracula, dù sao thì vẫn còn một số việc kinh doanh chưa được làm rõ. Đồng thời, hai người bọn họ cùng nhìn xem những thành viên của câu lạc bộ Trăng Máu, sau đó liền nói đi là đi, không hề cân nhắc đến chuyện gì khác. Trên mặt hai người đều nở nụ cười yên tâm vui vẻ. Cảm tình đối với những thành viên ấy cũng nhảy vọt. Ngoài ra, mặc dù hai người bọn họ có ở lại lâu hơn một chút nhưng ai cũng đều hiểu rõ là sẽ không nói thẳng chuyện này ra ngoài. Cuối cùng, thành phố Hòa Trùng cũng yên tĩnh trở lại. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà ngay khi những thành viên câu lạc bộ kia rời đi, cảm giác mặt trời cũng sáng rỡ hơn một chút. Dù vậy, ai cũng có thể cảm nhận được dưới sự sáng ngời ấy còn có một dòng nước ngầm mơ hồ. Chuyện này rất dễ hiểu, một vấn đề vô cùng rắc rối. Một rắc rối có liên quan đến thần, hơn nữa còn không chỉ đơn giản là một sự kiện ô nhiễm của một vị thần đặc biệt. Cho dù có là Lục Tân thì khi nhớ lại chuyện này, anh cũng cảm thấy hơi e sợ. Thế giới này đã thay đổi, hoặc là nói, thế giới này đang dần lộ nguyên hình. Giống như những thành viên của câu lạc bộ Trăng Máu mà anh vừa được gặp, từ đó mới biết được còn có người năng lực có thể mạnh đến như vậy. Lúc trước khi còn ở viện nghiên cứu nguyệt thực, tiến sĩ An đã nói qua với anh, bản đen đã tạo ra được thần có thể tiến vào bậc thang thứ ba. Vậy nhưng trong thực tế, trong mắt các cô, trên thế giới này, người có tiềm lực hoặc thực lực ở bậc thang thứ ba không hề ít. Việc cô ta để cho anh gia nhập vào câu lạc bộ Trăng Máu có lẽ là vì cũng đã cân nhắc đến mặt này. Có điều, chuyện này lại không có nghĩa là bản đen đã bỏ uổng công. Lúc đó, cho dù có là viện nghiên cứu thì cũng rất coi trọng thành tựu của bản đen. Bởi vì trên thế giới này, tiến vào bậc thang thứ ba không hề khó. Thậm chí còn có rất nhiều sinh vật thần bí đã đứng ở bậc thang thứ ba ngay từ lúc bắt đầu. Vậy nhưng, làm thế nào để đi từ bậc thang thứ ba lên bậc thang thứ tư lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Từ bậc thang thứ tư leo lên bậc thang thứ năm lại còn khó hơn. Có thể đã thông các tầng, đi thẳng một đường lên mới gọi là bậc thang. Nếu không, đó chỉ đơn giản là một tầng.
bậc thang có thể leo lên từng bậc một, tầng thì lại không thể vượt qua. Trong quá trình sáng tạo ra thần, bản đen cũng đã tạo ra được một thành tựu rất lớn, chẳng qua là do chưa công bố nên chẳng được ai bàn tán. Nhưng tác dụng sinh ra từ việc này thì lại không thể chối cãi. Kế hoạch Thiên Quốc Thanh Cảng thành công, trẻ em đi lên từ bậc thang lãnh chúa tinh thần cũng nhờ vào một ít tài liệu. Mà trong những tài liệu kia chưa chắc đã không có số liệu từ những cuộc thí nghiệm của bản đen. Đối với Thanh Cảng, trẻ con trở thành lãnh chúa tinh thần đã là một thành công có tính đột phá cực lớn. Nhưng tương tự, nó cũng mở ra thế giới này một cánh cửa. Bởi vì một ít tư liệu quan trọng, càng ngày càng có nhiều người nổi lên tham vọng muốn thử nghiệm. Cho dù chưa có tiền lệ thành công trước kia nhưng vẫn sẽ có vô số người điên liều mạng không ngừng thí nghiệm. Huống chi bây giờ còn có tiền lệ đã thành công. Việc mọi người điên cuồng thử nghiệm như vậy cũng được tính là một trong số đó. Khi có người bắt đầu không kiêng kỵ mà hợp tác, trao đổi với thần, những người phía sau sẽ còn làm gì? Lục Tân không kiềm được nhớ lại việc Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực và Giáo hội Khoa học Kỹ thuật cùng nhau liên thủ để tước đoạt quyền lực của Tàng Trượng Nhân, thấy hơi xúc động. Ai biết được, cho tới bây giờ, trên thế giới này vẫn luôn không thiếu những kẻ to gan. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1292, Người Không Thể Bị Ghi Chép 2. Đứng trước việc xử lý hỏa chủng, Lục Tân đã trao đổi qua với hạ chủng, biết được các cô cũng đang giao thiệp với các vị cấp cao của vấn đề. Bây giờ, hỏa chủng đã đổ toàn bộ lỗi cho các nhà thiết kế địa ngục và một vài tổ chức thần bí, tự tẩy trắng chính bản thân mình. Đồng thời, các lực lượng võ trang trong các quân khu lớn cũng bắt đầu co rút, tựa như đã chuẩn bị xong việc đối đầu với thứ gì đó. Về phần các nhà thiết kế địa ngục, có vẻ như bọn họ cũng đã thật sự thừa nhận toàn bộ mọi chuyện, xem ra là còn chẳng có ý định kéo theo toàn bộ hỏa chủng. Vậy nhưng, vì đã nhìn thấy nhà máy hỏa chủng, Lục Tân lại biết chắc một điều rằng hỏa chủng không hề vô tội. Từ lúc bắt đầu đã không hề vô tội. Vậy nên, cho dù đã tự nhận là không có quyền quyết định vận mệnh của người khác và cũng chẳng có quyền xét xử bọn họ, vậy nhưng Lục Tân vẫn hy vọng họ có thể bị quả báo trừng phạt. Đối với vấn đề này, lúc liên lạc lại sau này, hạ chủng đã cho Lục Tân một viên thuốc an thần. Các cô có ý điều tra hỏa chủng cũng biết việc làm của các cô, vậy nhưng các cấp đại diện của hỏa chủng vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng. Chẳng qua, tất cả đều vô dụng. Liên minh đã bắt đầu chuẩn bị, sẽ không để cho cao tầng của hỏa chủng có thể khinh địch trốn đi. Nhận được đáp án này, tâm trạng của Lục Tân mới thả lỏng được hơn một chút. Nếu hỏa chủng thay đổi, người bạn của trưởng thôn của mình liệu cũng sẽ có được một cuộc sống dễ dàng, ổn thỏa hơn trước chứ? Sau khi mọi lo lắng đều đã tan biến, anh cũng bắt đầu mong chờ số tiền thù lao kia. Nhìn bề ngoài, trật tự của hỏa chủng đã bắt đầu được khôi phục, trên đường có cửa hàng mở cửa. TV cũng có tín hiệu. Cũng chính vào lúc ấy, Lục Tân nhận được điện thoại của Hàn Băng. Anh Đơn Bình, cuối cùng thì điện thoại của anh cũng kết nối rồi, trước kia cứ mãi không có tín hiệu thôi. Trong giọng nói của Hàn Băng rõ ràng có chút nóng nảy. Sau khi phản ứng ra, Lục Tân vội nói, à, vậy hẳn là do dây cáp điện ở thành phố Hỏa Chủng bị người ta cắt đứt ấy mà. Dây cáp điện, Hàn Băng cũng hơi ngẩn người ra, sau đó chợt nói, tôi có vài việc muốn nói với anh. Trước kia, ở tòa nhà cũ của anh đã phát hiện ra một sự kiện lạ. Sau đó, ngay khi bị ba tổ quan sát viên quan sát, nó lại bị một bàn tay tái nhợt trộm mất. Dù chuyện đã qua mấy ngày nhưng khi nhắc lại, trong giọng nói của Hàn Băng vẫn có chút vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trộm mất. Ấy vậy mà sau khi ngẩn ra, Lục Tân chỉ bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện rồi cười nói, không sao không sao, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dừng một chút, anh nói tiếp, sau khi trở về, tôi sẽ viết một bản báo cáo để nói rõ chuyện này với các cô. Được rồi. Giọng nói của Hàn Băng quả thật đã thả lỏng hơn một chút. Báo cáo của anh Đơn Binh là loại như thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ngược lại lại không cần phải quá trông mong vào nó. Dù vậy, nếu anh đã nói chuyện này thật sự có liên quan đến anh thì tạm thời cũng không cần phải quá lo chuyện có hiểm họa sau lưng.
Ít nhất thì điều này cũng giúp Thanh Cảng loại bỏ được khả năng có một kẻ thần bí nào đó tập kích. Phải biết rằng bởi vì trong nhà Lục Tân không hề có gì bảo vệ, ngay cả Oa Oa cũng đã phải len lén gạt lệ khi phải đợi trong nhà. Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Sau khi khẽ thở phào nhẹ nhõm, Hàn Băng mới nói, anh Đơn Binh, ở Thanh Cảng có một vị khách kỳ lạ đến thăm. Khách đến thăm? Lục Tân không phản ứng kịp. Hàn Băng nói, đúng vậy, một vị khách đến tìm anh. Nghe cô ấy nói như vậy, Lục Tân cũng hơi tò mò, hỏi, khách thăm nào? Là một vị. Hàn Băng trầm ngâm một chút, sau đó mới tìm được một từ thích hợp, quái nhân. Có lẽ anh đã biết về chuyện này từ lâu. Bởi vì Đơn Binh anh là nhân tài đặc biệt cấp 6 của Thanh Cảng nên Thanh Cảng cũng sẽ bảo vệ những người theo học tại trường tiểu học Trăng Máu theo đãi ngộ thân nhân của nhân tài cao cấp. Tổng cộng có 3 tổ nhỏ, 24 giờ thay phiên bảo vệ bọn họ. Không chỉ có biệt thự cô nhi viện mà ngay cả địa chỉ cũ của anh cũng được sắp xếp các quan sát viên để canh chừng. Cũng vì vậy, chúng tôi mới phát hiện ra người này. Đầu tiên, anh ta xuất hiện ở địa chỉ cũ của trường tiểu học Mặt Trăng Máu ở thành phố Vệ Tinh số 2, ở yên đó suốt cả một buổi sáng. Quan sát viên đã chuẩn bị tiến lên hỏi thăm anh ta, vậy nhưng anh ta nhanh chóng biến mất. Nghe đến đây, Lục Tân bắt đầu có chút cảnh giác, sau đó thì sao? Hàn Băng nói, lúc tìm được tung tích của anh ta, bây giờ anh ta đã tới trường tiểu học Mặt Trăng Máu, tiểu đội thi hành nhiệm vụ ở đó đã tiến hành hỏi thăm anh ta. Vậy nhưng anh ta chỉ nói rằng mình tới tìm người ở cô nhi viện, chỉ cần gặp người của cô nhi viện là sẽ biết ngay thôi. Anh Đơn Binh, hiện tại thành viên ở cô nhi viên Mặt Trăng Máu của Thanh Cảng, trừ anh ra còn có cô giáo Tiểu Lộc. Chúng tôi đã chú ý tới việc này, trông cô giáo Tiểu Lộc có chút căng thẳng, vậy như cuối cùng vẫn gặp anh ta. Chúng tôi không biết anh ta là thù hay bạn, chỉ có thể tận tâm điều tra qua một phen, sau đó mới phát hiện ra rất nhiều chỗ kỳ lạ. Mới đầu, tôi định chụp hình anh ta rồi tạo thành tài liệu, vậy nhưng lại phát hiện ra camera không thể chụp được hình bóng anh ta. Bất kể là camera thế nào thì thứ chụp được cũng chỉ là một chớp sáng mơ hồ. Sau đó chúng tôi thay đổi cách thức, định cho người phác họa ngoại hình của anh ta nhưng một chuyện kỳ dị lại xảy ra. Dù đã đổi tới 3 chuyên gia phác họa nhưng vẫn không thể vẽ lại anh ta thành công. Bây giờ, điều duy nhất có thể chắc chắn chính là người này rất nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1293, tặng quà cho Oa Oa 1. Một người không thể bị chụp lại, cũng không thể bị vẽ ra. Nghe những lời Hàn Băng nói, trong lòng Lục Tân bỗng sinh ra một cảm giác xấu. Ngoài ra, từ lúc bắt đầu người này đã xuất hiện ở gần địa chỉ cũ của cô nhi viện Mặt Trăng Máu. Sau đó lại còn tiếp xúc với cô giáo Tiểu Lộc, điều này càng khiến trái tim anh vô tình nhói lên một cái. Mặc dù dựa theo những lời giải thích của Hàn Băng cho tới bây giờ, Thanh Cảng đã nhìn chằm chằm vào người này. Đối phương cũng chẳng hề làm ra chuyện gì nguy hiểm đối với cô giáo Tiểu Lộc hoặc những đứa trẻ ở cô nhi viện. Vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định, tôi sẽ trở về ngay. Nghe xong, Hàn Băng hơi yên lặng, tựa như là đang nghe ý kiến của những người khác ở bên kia ống nghe, sau đó mới hỏi thẳng, được, khoảng mấy ngày nữa thì anh quay về Thanh Cảng. Trong lòng Lục Tân tính thử thời gian, nói, nhiều nhất là 2 ngày. Hàn Băng lập tức hiểu được trong lòng Lục Tân gấp gáp đến nhường nào, bởi vì đây đã là thời gian ngắn nhất để đi từ Hỏa Chủng đến Thanh Cảng. Vì vậy, cô đồng ý, nhưng lại không nhịn được nhắc nhở một câu, chú ý an toàn. Yên tâm, bây giờ đám trẻ vẫn đang trông chừng anh ta. Cúp điện thoại, Lục Tân vẫn không thể yên lòng, bởi vì từ đầu đến cuối, anh vẫn cảm thấy chuyện này có chút ẩn khuất. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến cô nhi viện Mặt Trăng Máu? Tại sao anh ta phải gặp mình? Ngoài ra, mặc dù từ những lời giải thích của Hàn Băng, anh có cảm giác Thanh Cảng đã lập tức can thiệp vào chuyện này với tốc độ nhanh nhất. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hình như anh lại phát hiện phản ứng của Thanh Cảng hình như cũng có chút kỳ lạ. Chẳng hạn như dù cho người này không thể nào bị chụp lại hoặc phác họa ra thì tại sao Thanh Cảng lại không miêu tả ngoại hình của anh ta thông qua ngôn ngữ? Tại sao lại không nhắc tới tên của anh ta? Ngoài ra, dựa theo cách thức xử lý của Thanh Cảng từ trước đến giờ,
bọn họ hẳn nên biết trong những tình huống vẫn chưa hiểu rõ gì như thế này. Họ không nên sắp xếp cho người không biết thân phận ra sao gặp gỡ người trong cô nhi viện. Vậy nhưng khi anh ta đến gặp cô giáo Tiểu Lộc, bọn họ lại không có ý định ngăn cản. Biểu hiện của cô giáo Tiểu Lộc cũng rất kỳ lạ, cô vốn là một người vô cùng cẩn thận. Vậy mà cô lại chủ động gặp người này. Đây là bởi vì cô giáo Tiểu Lộc biết anh ta, hay là cô giáo Tiểu Lộc tình cờ bị ảnh hưởng? Nghĩ đến việc những thứ này không thể có lời giải đáp chắc chắn. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tân lập tức liên lạc với Hạ Trùng, tỏ ý mình phải về Thanh Cảng. Công việc bất ngờ ập đến cũng khiến Hạ Trùng vốn đang chờ xử lý hỏa trùng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Vậy nhưng cô cũng hỏi nhiều, lập tức nói, nếu anh có chuyện gì gấp thì cứ đi xử lý trước đi, ở đây đã có tôi lo rồi. Đồng ý nhanh như vậy, cũng chẳng biết cô đã nhận được lời nhắc nhở của thủ thuật đao chưa nữa. Vậy thì nhờ cô vận dụng các mối quan hệ của mình để sắp xếp giúp tôi một chiếc máy bay trực thăng, chi phí cụ thể. Toàn bộ đều do tôi gánh là được. Bởi vì trong lòng đang lo lắng, Lục Tần cũng chẳng hơi đâu để tâm đến những chuyện khác. Anh vốn định tự lái xe của mình quay về, vậy nhưng bây giờ chỉ có thể chọn một phương tiện giao thông nhanh hơn. Về phần xe, lúc quay về có thể tìm người mang về cùng cho mình là được. Biết Lục Tần gấp gáp, Hạ Trùng lập tức sắp xếp giúp anh. 2 giờ sau, Lục Tần đã leo lên một chiếc máy bay trực thăng của hỏa trùng. Sau khi đi qua vài điểm trung gian để tiếp thêm nhiên liệu, nó lập tức hộ tống Lục Tân về thẳng Thanh Cảng, sau đó lại quay về. Sau sự kiện mặt trăng máu, con đường này đã trở nên vô cùng rắc rối. Nhất là con đường này cần phải vượt qua giới hạn giữa thành phố Hỏa Trùng và Liên Minh. Vậy nhưng đối với viện nghiên cứu, chuyện này cũng không thành vấn đề. Khi máy bay trực thăng từ từ bay ra khỏi cánh rừng rậm rạp của thành phố Hỏa Trùng, Lục Tân quay đầu nhìn lại. Ở nơi này, anh đã trông thấy thành phố phồn hoa nhất. Dưới ánh mặt trời, trông nơi này vô cùng sạch sẽ mới mẻ, cực kỳ có cảm giác khoa học tiên tiến. Có vẻ như nơi này vẫn chẳng khác gì so với lúc anh tới, chẳng qua là khi so với ban đêm, ban ngày càng rõ ràng hơn một ít. Bây giờ, có lẽ Nhị Hào vẫn còn đang đợi ở trong một xó xỉnh nào đó của thành phố này. Hoặc giả như lúc này, cậu ta đã lại thân bất do kỷ mà tiến vào giấc mộng của thần. Anh sớm muộn rồi sẽ trở lại, đón cậu ta rời đi. Đây là lời hứa của anh. Đối với mỗi đứa bé ở cô nhi viện, anh đều vô cùng nhớ nhung và thương yêu bọn chúng, đồng thời cũng nguyện ý cố gắng hết sức để đi giúp bọn chúng. Nhưng bọn chúng thì sao? Liệu người hiện tại đã trở lại Thanh Cảng để thăm anh phải chăng cũng là một đứa trẻ của cô nhi viện hay không? Ha, Lục Tân khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không thể áp chế nổi trái tim đang đập loạn nhịp và nỗi lo lắng không ngừng cuồn cuộn kia. Lục Tân đã hứa với Hàn Băng là anh sẽ trở lại Thanh Cảng trong vòng 2 ngày. Vậy nhưng trên thực tế, trong tình huống dọc đường không có tiếp tế, chỉ cần hơn 1 ngày một chút là anh đã đến. Bởi vì trên đường đã dùng điện vô tuyến để báo trước với người ở Thanh Cảng, cho nên dù là máy bay trực thăng có in huy hiệu của hỏa trùng thì vẫn có thể bay thẳng vào thành phố vệ tinh số 2. Sau đó đáp xuống ở tầng cao nhất trên vệ thính lầu của thành phố vệ tinh số 2. Ở đó đã có rất nhiều người chờ sẵn. Trần Tinh, Hàn Băng đều mặc đồng phục thẳng thớm. Ngoài ra còn có một đội nhân cầm vũ khí đặc biệt canh giữ ở xung quanh. Tài liệu chuẩn bị chưa đủ. Trần Tinh đưa cho phần tài. Liệu cho Lục Tân đang bước xuống máy bay trực thăng, nói, xung quanh người này tựa như có một loại tinh thần rất kỳ lạ. Những quan sát và hỏi thăm của chúng tôi về anh ta đều bị quấy nhiễu một cách mãnh liệt. Tài liệu không nhiều. Một số có lẽ là do anh ta cho phép chúng tôi quan sát và ghi chép, một số khác là do oa oa. Lục Tân nhận lấy tài liệu, chỉ thấy chữ viết bên trong quả thật không nhiều, thưa thớt, nhìn chung cũng không khác gì mấy so với những gì Hàn Băng đã nói với mình trong điện thoại. Một phần khác thì tới từ oa oa, đánh giá của cô về người này khá chuẩn xác nhưng lại đơn giản đến khác thường, nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1294, tặng quà cho Oa Oa 2. Đây là một người có thể khiến Oa Oa cảm thấy bị uy hiếp dù đang ở thành phố Thanh Cảng. Làm phiền mọi người, Lục Tân ngược lại chỉ thở dài một tiếng, nói, tôi đi gặp anh ta rồi sẽ biết ngay thôi.
mặc dù vẫn chưa có thông tin gì nhiều, nhưng cho tới bây giờ, nếu không có thêm thông tin gì thì lại chứng tỏ là tình thế vẫn chưa trở nên ác liệt. Điều này ngược lại lại là một chuyện tốt. Xe cộ đã chuẩn bị xong từ trước, Lục Tân và Trần Tinh, Hàn Băng ngồi cùng một chiếc xe. Xung quanh còn có ba người mặc một đồng phục bảo vệ đi theo hộ tống. Họ nhanh chóng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ của thành phố vệ tinh 2, đi thẳng tới căn biệt thự mà Lục Tân đã mua trước kia. Còn chưa đến gần căn biệt thự mà Lục Tân đã cảm thấy không khí xung quanh nơi này bị khống chế. Nhìn bề ngoài, đường phố quanh đây thông thoáng, không thấy mấy bóng người, cửa hàng đều đóng cửa. Nhưng Lục Tân có thể cảm nhận được lực lượng tinh thần ở đây cực cao. Hẳn là vì Thanh Cảng muốn phòng ngừa một số chuyện bất ngờ nên đã quyết định phong tỏa toàn bộ nơi này lại. Mặc dù không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng đứng ở giao lộ, cũng chẳng có nhân viên võ trang công khai canh giữ. Nhưng khi tiến vào phạm vi này, người bình thường sẽ cảm thấy không thoải mái, vô thức muốn rời xa khỏi khu vực này. Khi xe của Lục Tân dần đi ngang qua những con phố vắng người để đến gần căn biệt thự, anh liền trông thấy trên ban công của một căn nhà ba tầng. Oa Oa đang nhẹ nhàng nghiêng người ra, có lẽ vì đã lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng bay từ trên ban công xuống, trôi xung quanh Lục Tân. Lục Tân đi xuống xe, hơi định thần lại, có chút kinh ngạc. Anh phát hiện, người này thật sự chính là Oa Oa chứ không phải là do cô dùng lực lượng tinh thần để đi ra ngoài. Oa Oa cảm thấy người này rất nguy hiểm, nói chung là cô ấy cũng không thể chắc chắn liệu mình có thể ngăn cản được anh ta hành động hay không. Trần Tinh vừa xuống xe vừa giải thích rõ, vì vậy cô ấy đã đến đây từ sớm, giúp anh trông chừng cô nhi viện. Lục Tân hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Oa Oa. Chỉ thấy cô mặc một chiếc váy châu Âu kiểu cổ màu đen trắng, phần ren nhẹ nhàng rũ xuống. Cô lặng lặng trôi lơ lửng tại một nơi cách mặt đất khoảng 20cm, nhìn mình, nở nụ cười mỉm vui vẻ. Cảm ơn. Lục Tân thoáng thả chậm bước chân, lấy ra một chiếc ni lông đã được buộc chặt từ trong túi màu đen. Bên trong là một quả bóng màu đỏ. Sau khi do dự một chút, anh mới đưa cho Oa Oa, nói, đây là đồ ăn anh mang về cho em từ khách sạn cao cấp 7 sao ở thành phố Hòa Trùng đấy. Những quả bóng này trông như trái cây thế thôi chứ thật ra là được làm bằng gan ngỗng đấy, ăn ngon lắm, em nếm thử xem. Trần Tinh và Hàn Băng đứng bên cạnh đều ngơ ngẩn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tân, tâm trạng của các cô rất phức tạp. Đơn binh lại mang quà về Oa Oa. Bản thân chuyện này đã là một chuyện khiến người ta kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn chính là món quà này lại còn là thức ăn được mang về từ một thành phố cách xa ngàn dặm. Chẳng biết có phải là đồ ăn thừa hay không nữa. Vậy nhưng trên mặt Oa Oa lại lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Cô nhận lấy túi ni lông, nắm thật chặt trong tay. Mấy người chờ bên ngoài chút đi, tôi đi trước. Lục Tân khẽ nói rồi gật đầu với bọn họ, sau đó nhìn về phía của cô nhi viện. Trần Tinh gật đầu, nhẹ nhàng chỉ vào mắt kính của anh. Ý bảo rằng nếu có vấn đề gì thì cứ trao đổi qua băng tần là được. Cất bước đi vào trong biệt thự. Lục Tân liền cảm nhận được một loại khác thường, trong sân rất sạch sẽ, không thấy một bóng người. Anh bình ổn tâm trạng, chậm rãi đi về phía trước. Xuyên qua con ngựa gỗ bị lật ngã, quả bóng da, bao cát và các loại đồ chơi, anh đi tới trước cửa căn biệt thự. Lúc đến gần tòa nhà, một lực lượng tinh thần kỳ dị lập tức hấp dẫn sự chú ý của anh. Lực lượng tinh thần này rất ổn định nhưng lại hình như là cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những thứ xung quanh. Có lẽ nó chỉ nằm ở đó, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhưng lại chẳng có tí tác dụng. Giống như một sức mạnh cực kỳ vặn vẹo nhưng cũng không hề vặn vẹo chút nào. Sau lưng, một chấm nhỏ màu trắng nhanh chóng chạy đến gần anh, sau đó nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng khiến Lục Tân hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn em gái. Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên em gái xuất hiện ở cô nhi viện. Cho tới bây giờ, cô... mẹ và cha sẽ không xuất hiện ở nơi này. Lúc này cũng không tiện hỏi gì nhiều, Lục Tân bước nhanh qua phòng khách, nhanh chóng đi đến hai căn phòng ở trái phải lầu một. Sau khi dọn vào nơi này, cô giáo Tiểu Lộc đã chia đám trẻ ở cô nhi viện thành hai lớp lớn nhỏ để tiện cho việc học những tiết học khác nhau. Vậy nhưng bây giờ, bên phòng học nhỏ thì trống rỗng, trong khi bên phòng học lớn thì lại có rất nhiều phóng xạ yếu ớt từ lực lượng tinh thần, khiến mọi người đều tụ tập bên đó. Lục Tân đi tới trước phòng học lớn,
liền thấy cửa phòng không hề đóng lại. Tất cả đứa trẻ đều đang lặng lặng ngồi ở đây, trên bục giảng, một người mặc sơ mi quần tây đang giảng bài. Xét xử tức là thẩm tra xử lý và phán quyết. Theo người phương Tây cổ, xét xử là quyền năng của các vị thần. Mà ở xã hội trước khi sự kiện mặt trăng máu diễn ra, xét xử là cách quan trọng nhất để duy trì sự ổn định của xã hội. Anh ta nói rất nghiêm túc, trông cứ như một vị thầy giáo chân chính. Khi Lục Tân xuất hiện ở cửa phòng học, anh ta hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại, cười một tiếng với Lục Tân. Sau đó, ánh mắt lại tỏ ý Lục Tân chờ một chút, để anh ta kể xong câu chuyện cổ tích. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1295, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều một. Số 8. Dù người đang đứng trên bục giảng đã hoàn toàn khác xa người trong trí nhớ, nhưng Lục Tân vẫn có thể nhận ra thân phận của anh ta dựa vào diện mạo và cảm giác anh ta mang đến cho mình. Trong trí nhớ, người đó chỉ thích xịt keo xịt tóc lên trên tóc từ khi còn nhỏ, khóc khi bị đánh, thường hay đi mách lẻo với thầy cô và bọn cảnh vệ nhưng lại chẳng có ai để ý tới. Đó là số 8 lớn xấp xỉ anh. Mặc dù trên đường trở về, Lục Tân đã suy đoán xem liệu người khách thần bí ấy có phải là một người bạn học trong cô nhi viện hay không. Nhưng khi thật sự thấy được anh ta, anh vẫn thấy hơi bất ngờ. Trước kia, anh vẫn luôn muốn tìm được một người bạn học ở cô nhi viện, thế mà bây giờ lại thật sự xuất hiện một người. Ngoài ra, so với cảm giác khi nhìn thấy số 7 hoặc số 2 cũng hoàn toàn khác xa. Sau một đoạn hành trình vội vàng gấp rút rồi bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Cảng, bắt gặp số 8 ở trường tiểu học Mặt Trăng Máu. Trong lòng Lục Tân bỗng dâng lên cảm giác thân thiết khó có thể hình dung. Vậy nhưng không biết tại sao, trong cảm giác thân thiết ấy vẫn luôn có một điềm báo. Trong lúc nhất thời, nhìn số 8 đang nghiêm túc giảng bài ở trên bục giảng, Lục Tân lại không biết nên nói cái gì. Lục Tân, em trở lại rồi. Trong lúc bản thân đang suy nghĩ, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói vừa run rẩy nhưng cũng vừa kinh ngạc vui mừng. Lục Tân xoay người, liền trông thấy cô giáo Tiểu Lộc. Cô vừa mới đi xuống từ trên cầu thang đặc chế, trông có vẻ rất gấp gáp, thậm chí còn thở hổn hển. Lúc này, cô đang nhìn Lục Tân bằng ánh mắt vừa mừng vừa sợ, giống như một người chết chìm bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô vội vàng, thả lỏng, nhưng lại bởi vì thấy hơi áy náy mà xin lỗi anh. Bên cạnh cô là ông bảo vệ già của trường tiểu học, sắc mặt cũng có chút kinh hoàng. Lục Tân yên lặng, nhìn em gái ở bên cạnh, tỏ ý cô hãy trông chừng số 8 ở trong phòng học. Sau đó, anh nhẹ nhàng xoay người, đi về phía cô giáo Tiểu Lộc và ông bảo vệ, cùng đi ra phòng khách ở bên ngoài với bọn họ. Lúc này, anh mới nhìn về phía phòng học, nói, đã có chuyện gì xảy ra? Ý em là Hứa Kinh sao? Thấy Lục Tân lạnh lùng hỏi mình, cô giáo Tiểu Lộc vội vàng trả lời. Chị cũng không biết nữa. Cậu ấy cứ bỗng nhiên xuất hiện như vậy. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy đúng lúc đi công tác ngang qua Thanh Cảng, vì nhớ lại nơi mình từng sinh sống khi còn bé nên muốn tới đây xem thử. Nói như vậy, mớ tóc mái trước trán của cô giáo Tiểu Lộc đã bị mồ hôi thấm ướt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tân, trong ánh mắt như thể có chút nóng nảy. Ngoài ra cũng có chút sợ hãi. Sau khi cậu ấy đến, biểu hiện cũng rất bình thường, nhưng chị nhớ rõ là... Nói đến đây, sâu trong mắt cô chợt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô lại không nói tiếp. Nhớ là trước kia anh ta đã từng bị em giết đúng không? Lục Tân nói tiếp lời cô, em cũng nhớ rõ, lúc ấy em đã xé toạc lồng ngực anh ta. Cô giáo Tiểu Lộc lập tức yên lặng, nói không chừng, trong mắt của cô là sợ hãi, là lo âu. Hay là nói, là áy náy. Lục Tân cúi đầu, dư quang quét qua ánh mắt của cô. Chẳng cần mượn năng lực của mẹ, anh cũng có thể đọc hiểu được đủ loại suy nghĩ phức tạp bên trong ánh mắt của cô giáo Tiểu Lộc. Sợ hãi là vì anh bỗng nhiên nói thẳng chuyện trước kia như vậy. Lo lắng là vì sợ bản thân sẽ mất khống chế nếu cứ nghĩ mãi về những chuyện này, sẽ làm ra chuyện gì đó nằm ngoài dự liệu. Áy náy là... Lục Tân ngược lại có chút khó hiểu. Tại sao cô giáo Tiểu Lộc lại phải cảm thấy áy náy trước chuyện này cơ chứ? Em không sao chứ? Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ về vấn đề này,
cô giáo Tiểu Lộc lấy hết dũng khí, nói, lần trước em đã nói đến chuyện trước kia, rời đi. Lúc ấy chị rất hối hận, chị biết rằng biểu hiện khi đó của chị đã khiến em tổn thương. Thật ra thì chị cũng không muốn, nhưng mà chị không nhịn được. Sau đó, chị đã đến nhà của em để tìm em, vậy nhưng trong nhà lại không có người. Nói đến đây, cô có chút không thể nói tiếp, chẳng qua chỉ ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn Lục Tân. Trong lòng Lục Tân bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, sự áy náy trong mắt của cô giáo Tiểu Lộc lại có ý nghĩa như vậy sao? Cô ấy là đang lo lắng phản ứng sợ hãi khi đối mặt với mình vào lần trước sẽ kích thích mình sao? Lúc ấy em đã rời khỏi nhà. Lục Tân lắc đầu, khẽ giải thích rõ, đúng lúc phía trên có việc gấp, phải đi ngay một chuyến tới thành phố Hắc Trảo, sau đó lại trở lại một khoảng thời gian. Nhưng bởi vì còn có những chuyện khác mà vẫn luôn bận rộn, hơn nữa mấy ngày sau còn phải đi một chuyến đến phương Nam. Nghe anh nói đến phương Nam, cô giáo Tiểu Lộc lại chẳng có phản ứng gì khác. Ông bảo vệ chợt ngẩng đầu, nhìn Lục Tân, nhưng ngay sau đó, ông mới kịp phản ứng, lại cúi đầu. Đúng rồi. Vừa nói, Lục Tân bỗng nhiên cười một chút, nói với cô giáo Tiểu Lộc, trong những lần đi ra ngoài ấy, em đã gặp được rất nhiều người từng quen trước kia. Gặp được 17 ở trung tâm thành phố, sau đó lại gặp được số 7, còn có số 2, em cũng không ngờ rằng số 8 sẽ trực tiếp trở lại Thanh Cảng. Vậy cũng tốt, chị xem, chỉ ở quanh quẩn một nơi nhỏ thế này đã gặp được tận 4 người. 4. Cô giáo Tiểu Lộc vốn đang lặng lặng nghe, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tân. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1296, Trạng Thái Tinh Thần Tốt Hơn Nhiều 2. Lục Tân vô thức gật đầu, bỗng nhiên cũng phản ứng ra, cô giáo Tiểu Lộc không thể nhìn thấy em gái. Anh không muốn hù cô giáo Tiểu Lộc nên lập tức yên lặng, suy nghĩ xem nên nói gì khác. Vậy thì, thấy Lục Tân như vậy, cô giáo Tiểu Lộc cũng không hỏi tiếp, sau một hồi yên lặng, cô nhẹ giọng nói, trong lúc ấy em đã trở lại. Vậy lúc em trở lại, sao lại không đến thăm dù chỉ một chút? Lục Tân ngẩn ra, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào. Lần trước khi trở lại từ thành phố Hắc Triều, thật ra thì thời gian rảnh rỗi cũng không ngắn. Nói bận là thế nhưng cũng chưa chắc là chẳng có mấy ngày chống lịch. Nhưng anh chắc chắn là mình không hề có ý định đến thăm cô nhi viện, thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến. Thậm chí là lần này trở lại, nếu không phải do biết có người đến cô nhi viện Mặt Trăng Máu, e là anh đã. Trước kia, anh rất thích tới đây. Nhưng từ sau cái lần nói chuyện với cô giáo Tiểu Lộc, anh đã lập tức mất đi hứng thú muốn đến. Thậm chí còn muốn né tránh. Nhìn dáng vẻ yên lặng của Lục Tân, cô giáo Tiểu Lộc hình như cũng đã bỗng nhiên nhận ra. Trên mặt cô cố nặn ra một nụ cười, nói, không sao, em bận rộn công việc, chị hiểu. Bởi vì, em cũng muốn xem thử xem mình có vấn đề gì. Lục Tân nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc, không hề che giấu, trực tiếp giải thích hết thảy. Anh chỉ vào đầu của mình rồi cười nói, lần trước em đã nói với chị, ở đây của em hình như đã xảy ra chút vấn đề, nhưng em hứa với chị, em sẽ cố gắng chữa khỏi chính mình. Dừng một chút, anh để tay xuống, thản nhiên nhìn cô giáo Tiểu Lộc, nói, bây giờ, em cảm giác bản thân đã tốt hơn nhiều. Thật sự, Lục Tân nói rất bình thản, nụ cười trên mặt cũng vô cùng chân thành. Vậy nhưng khi nghe lời anh nói, cô giáo Tiểu Lộc chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, trông như cực kỳ khổ sở. Ánh mắt của ông bảo vệ bên cạnh cũng vô cùng mê mang, chẳng qua là chỉ cẩn thận quét qua người Lục Tân. Không phải đã nói cho bọn họ biết, bây giờ anh đã tốt hơn nhiều rồi sao? Lục Tân cảm thấy trong lòng cô giáo Tiểu Lộc khổ sở nhưng vẫn cố gắng che giấu, cuối cùng lại không thể giấu đi toàn bộ nỗi sợ hãi. Anh thấy hơi khó hiểu. Hơn nữa, trong lòng cũng sinh ra cảm giác thất bại, nụ cười chẳng quá thỏa mãn. Em không tốt hơn nhiều đâu, em đã tốt lắm rồi. Một lát sau, cô giáo Tiểu Lộc mới ngẩng đầu cười với Lục Tân. Lục Tân có thể nhìn thấy ánh mắt hơi ướt át của cô. Ngoài ra còn có nụ cười vui vẻ cố gắng diện lên trên mặt, thậm chí còn có thể bén nhạy nhận ra.
cô đang cố gắng khống chế từng thớ cơ trên mặt như thế nào để có thể khiến bản thân thể hiện ra vẻ mặt vui mặt để tự tin lừa dối người khác. Để hình dung một cách chính xác thì cũng giống như một màn ảo thuật đã bị người ta nhìn thấu từ đầu nhưng vẫn cố gắng hết sức để biểu diễn. Trước kia, em không biết chị lo lắng thế nào, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Cô giáo Tiểu Lộc cười nói, nhưng bây giờ, em trở lại là được rồi, vậy thì Hứa Kinh cũng. Hứa Kinh. Khi nghe thấy cô giáo Tiểu Lộc nhắc đến cái tên này lần thứ hai, Lục Tân mới chú ý tới. Đây là tên của số 8 sao? Không có chuyện gì. Trong lòng suy nghĩ, Lục Tân cười một tiếng với cô giáo Tiểu Lộc, nói, em đã quay về, sẽ không còn chuyện gì nữa. Cô giáo Tiểu Lộc có vẻ hơi ngẩn người một chút, sau đó mới dùng sức gật đầu. Reng reng reng. Tiếng chuông điện tử vang lên, đây là tiếng chuông tan học do đích thân Lục Tân chọn, vừa thanh thúy vừa vang dội. Như một tiếng nổ, tiếp theo đó là tiếng bàn ghế bị đẩy ra, sau đó là một đám trẻ con vọt thẳng ra khỏi phòng học. Lúc đi ra, không ít đứa còn giơ cả hai tay rồi quát to một tiếng, ngay khi nhìn thấy Lục Tân và cô giáo Tiểu Lộc. Chúng mới nhanh nhảu đè ép tiếng la, bước chân cũng thả chậm, sau khi đến gần cửa, chúng mới lại tăng tốc xông ra. Ai, khi đi học thì mơ mơ màng màng, vừa hết lớp thì lại có tinh thần. Sau lưng bọn nhỏ vang lên giọng nói của số 8, tựa như có chút không biết làm sao, cái cơ bản thì không nắm được, lại còn chẳng nghiêm túc học tập. Nếu cứ vậy thì sao có thể thi đậu cấp 2, chẳng lẽ chờ đến khi rời khỏi cô nhi viện, các em đều sẽ xếp hàng đến công trường làm việc sao? Khoản hắng đi chơi, làm bài tập mà thầy đã giao đã. Nghe giọng nói của anh ta, vài đứa trẻ vốn đã dừng lại để nói chuyện với Lục Tân và cô giáo Tiểu Lộc cũng lập tức chạy vù đi mất. Ai, đám người Lục Tân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy số 8 mặc áo sơ mi trắng quần tây, dưới chân còn đi một đôi giày da màu đen. Trên khuỷu tay của anh ta cầm áo khoác của một bộ Âu phục, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Vẻ ngoài nho nhã anh Tuấn, tựa như còn mang theo khí chất ưu buồn của những minh tinh ở trong phim ảnh. Anh ta vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đi ra khỏi phòng học, từ phía xa đã đưa tay ra với Lục Tân, trên mặt nở nụ cười. Số 9, bây giờ đã có thể gọi anh là Lục Tân rồi đúng không? Anh ta cười nho nhã chân thành, bắt tay Lục Tân, lâu lắm không gặp. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1297, bạn học gặp nhau một. Bàn tay của số 8 ấm áp và có sức sống giống tay người sống. Lục Tân nắm bàn tay của anh ta, nhìn nụ cười của anh ta, ngờ ngợ xuất hiện ảo giác. Đây dường như thực sự chỉ là một đứa trẻ cùng lớn lên ở cô nhi viện với họ, bây giờ vì duyên phận riêng của bản thân nên mỗi người một phương. Nhân một cơ hội đi công tác nào đó, anh ta nhớ tới bạn cũ còn sinh sống ở thành phố này nên mang theo thương nhớ vô vàn trở về. Ôm chặt người bạn từng bên mình lúc nhỏ tuổi cô độc yếu ớt, thể hiện cảm xúc nhớ nhung vì xa cách lâu ngày. Sẽ là vậy nếu như trước đây cô nhi viện không dùng cách thức tàn khốc như thế để từ biệt. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lục Tân ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, cũng cười nói với đối phương, số 8, cậu thành người lớn rồi. Hiện tại tôi có tên rồi, tên tôi là Hứa Kinh. Số 8 cười tươi rói đầy thân thiết với Lục Tân, anh ta nói, giống cậu bây giờ cũng có tên là Lục Tân vậy. Chúng ta gọi tên nhau đi, ký ức về khoảng thời gian trước đây bị người ta gọi bằng số hiệu cũng chẳng lấy gì làm tươi đẹp. Nghe số 8 nhắc tới ký ức, cô giáo Tiểu Lộc đứng bên cạnh không khỏi căng thẳng. Nhưng dường như số 8 không hề có ý ám chỉ gì đặc biệt, chỉ thuận miệng nhắc một câu như vậy rồi quay qua phàn nàn với cô giáo Tiểu Lộc, kiến thức cơ bản của nhóm trẻ em này không ổn chút nào. Mấy ngày nay em lần lượt kiểm tra một số kiến thức cơ bản các môn văn, toán, lý phát hiện ra ngoài môn văn hơi khá một chút ra, các môn khác đều dở tệ, không biết giáo viên nào dạy vậy chứ. Cô giáo Tiểu Lộc thoáng ngẩn người, vẻ mặt có phần xấu hổ. Số 8 dường như nhận ra, vỗ gáy một cái, nói với cô giáo Tiểu Lộc, em quên mất, thành tích năm đó của chị cũng chẳng ra gì. Lục Tân nhíu mày, nói, cô giáo Tiểu Lộc đã dạy tốt lắm rồi. Bản thân anh cũng biết những đứa trẻ này đều là cô giáo Tiểu Lộc dạy, cũng biết thực ra trình độ văn hóa của cô giáo Tiểu Lộc cũng không cao.
có lẽ còn không bằng anh, ít nhiều gì anh cũng đã học cấp 3 rồi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ cống hiến của cô giáo Tiểu Lộc cho cô nhi viện này vốn cũng không phải ở điều này. Nghe anh giải thích, số 8 nhíu mày, nhìn về phía Lục Tân, nói, năm đó thành tích thi của cậu cũng rất dở phải không? Lục Tân lập tức không nói được gì nữa. Thực ra nói thành tích thi của anh hồi đó giờ tệ thì cũng không chuẩn lắm. Bởi anh thường xuyên nộp giấy trắng, dù sao cũng không ai dám thu bài tập của anh. Nhưng thấy dáng vẻ chảnh chọe của số 8, anh vẫn muốn thuận miệng châm chọc một câu, cậu thì giỏi. Lời đến khóe miệng, anh lại nuốt trở vào. Bởi vì anh nhớ ra, trước đây hình như đúng là số 8 là học sinh khá giỏi của lớp, nhiều lần thi được điểm tối đa. Hơn nữa số 8 còn rất nghe lời, thường xuyên mách với giáo viên chuyện học sinh khác đánh nhau, ăn trộm và yêu sớm. Vì chuyện này nên anh ta bị người khác đánh không ít lần. Lần này cậu về là... Lục Tân lập tức thay đổi chủ đề, nhìn số 8 bằng ánh mắt thắc mắc. Đi công tác, tiện thể ghé thăm mọi người một chút. Hứa Kinh trả lời rất tự nhiên, cười nhìn về phía Lục Tân, Tiểu Lộc chưa nói với cậu à? Lục Tân hơi cau mày, ánh mắt của số 8 rất thẳng thắn, không giống như đang nói dối hay giấu giếm gì đó. Chẳng lẽ đúng là anh nghĩ nhiều quá rồi sao? Ôi chao, bao giờ mới có cơm trưa? Khác với thái độ lo sợ nơm nớp của cô giáo Tiểu Lộc và ngập tràn thắc mắc trong lòng của Lục Tân, Hứa Kinh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Sau khi trò chuyện mấy câu, thấy cuối cùng bọn trẻ cũng được thả ra ngoài sân nghịch ngợm vui vẻ, anh ta cười bảo, tôi đói bụng rồi. Ăn cơm sớm một chút đi, ăn xong tôi còn có thể tranh thủ thời gian bổ túc cho bọn trẻ thêm nửa tiếng môn toán nữa. Chuyện này, nhắc đến chuyện này, cô giáo Tiểu Lộc lưỡng lự muốn nói lại thôi, đẩy xe lăn đi ra ngoài, chị qua phòng bếp xem thử xem sao. Không cần, thấy số 8 tự nhiên như về nhà mình, cô giáo Tiểu Lộc thấp thỏm ra mặt, Lục Tân chợt lên tiếng ngắt ngang lời cô ấy. Ồ, số 8, cô giáo Tiểu Lộc và vị bảo vệ giả đồng loạt quay qua nhìn anh. Một người thắc mắc nhìn anh, một người tỏ ra lo lắng, một người lại thoáng căng thẳng. Lục Tân đón nhận ánh mắt của họ, nụ cười bỗng nở trên khuôn mặt. Anh nói, chẳng dễ gì cậu mới về một lần, sao có thể ăn cơm nhà ăn được. Đi thôi, chúng ta đi ăn ở ngoài. Nếu số 8 trở về Thanh Cảng với thân phận một người bạn cũ về thăm bạn, vậy thì bất kể trong lòng anh nghi ngờ nhiều thế nào cũng đành phải tạm thời đón tiếp anh ta như một người bạn cũ. Lục Tân nghĩ vậy nên thái độ rất tự nhiên. Với tư cách chủ nhà, chẳng phải là nên mời bạn cũ đi ăn một bữa thật ngon ở nhà hàng hay sao? Vậy, số 8 hơi do dự một chút, bỗng quay đầu nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc, nói, cùng đi chứ. Cô giáo Tiểu Lộc hơi cúi đầu, sau đó âm thầm cắn răng, nói, vậy được, chị cũng đi. Lục Tân thấy cô giáo Tiểu Lộc đồng ý rồi thì cũng không nói gì nữa. Có lẽ trong lòng anh cũng hy vọng số 8 thực sự về thăm với tư cách là bạn học cũ chăng? Nếu đúng là vậy thì ba người từng là bạn học ở cô nhi viện với nhau cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa là chuyện hết sức hợp lý. Kể ra cũng thật lạ, nếu như anh biết số 8 ở đâu, nhất định anh sẽ đi gặp anh ta. Nhưng số 8 chủ động đến nơi này, anh lại không khỏi lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1298, bạn học gặp nhau 2. Số 8 cầm chiếc vali xách tay màu đen của mình lên, đi cùng với Lục Tân và cô giáo Tiểu Lộc ra khỏi trường tiểu học. Trên đường phố vắng vẻ không có bóng người, Lục Tân đẩy xe lăn cho cô giáo Tiểu Lộc, thong thả đi cùng số 8. Các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, không thấy bóng dáng bất kỳ người đi đường nào. Dường như ở thành phố này chỉ còn lại ba người họ, không ai nói gì, cứ thế đi về phía trước. Không ngờ hiện giờ các cậu ở trong ngôi nhà lớn như vậy, còn thuộc khu biệt thự nữa. Sau khi đi được một lúc, số 8 cười nói, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, chẳng hạn. Như quá vắng vẻ, không có quán cơm nào. Cô giáo Tiểu Lộc cắn môi, quay đầu nhìn Lục Tân một cái. Quán cơm bình thường thì đương nhiên có, chỉ có điều hiện tại mấy con phố xung quanh đây đều bị phong tỏa nên mới vắng vẻ như vậy. Lục Tân không nói gì nhiều, đẩy nhẹ mắt kính một cái, nói khẽ, quán cơm có thể mở cửa. Tai nghe gắn ngầm trong càng kính bên trái vang lên giọng của Hàn Băng,
rẽ trái ở ngã rẽ phía trước. Lục Tân gật đầu, sau đó thản nhiên đẩy xe lăn, đi cùng số 8 tới ngã rẽ trước mặt. Sau khi rẽ, họ lập tức nhìn thấy ở đây có mở một quán nhỏ trông sạch sẽ, phổ thông. Toàn bộ thực đơn và tủ bày hàng đều có đủ, không khác gì một quán cơm bình thường. Chỉ có điều nhân viên phục vụ là một người phụ nữ cao gầy, để tóc ngắn, khí chất già dặn, sắc sảo, đeo tạp dề mỹ tinh. Lục Tân không biết Trần Tinh còn làm thêm công việc này. Ăn gì vậy? Đầu bếp thò đầu ra từ bếp, Bích Hổ đội một chiếc mũ đầu bếp cao cao, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Nếu như gã không đeo chiếc kính râm to bản trên mặt thì sẽ còn chuyên nghiệp hơn. Xào đại vài món gì đó là được. Lục Tân cười với Bích Hổ, vốn trong lòng đang có chuyện bận tâm nên cũng không có tâm trạng gọi món, đành để gã tự phát huy. Được thôi, Bích Hổ cười, ra dấu ok, rụt đầu về, trong phòng bếp nhanh chóng vang lên tiếng nồi muôi va vào nhau leng keng. Trần Tinh cũng rất chuyên nghiệp lấy bát đũa chén đĩa cho họ, thậm chí còn có một ấm trà, tặng cho khách. Số 8 nhìn quán nhỏ này dường như rất xúc động, khuôn mặt hiện rõ nụ cười và sự khen ngợi. Sau đó, anh ta nhìn mặt Lục Tân, cười nói, lần này trở về, cảm thấy nhiều thứ thật khác lạ. Đây hẳn là cảm giác của người xa quê nhiều năm mới trở về. Có rất nhiều thứ quen thuộc, nhưng nhìn kỹ thì không còn như trước nữa, giống như thể tên ăn mày trước đây biến thành hoàng đế, còn hoàng đế trước đây thì biến thành người hầu, đại quái vật lúc trước. Anh ta nhìn mặt Lục Tân nhưng không nói tiếp. Đúng vậy, thay đổi rồi. Cô giáo Tiểu Lộc tiếp lời, nhưng rất nhiều chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Số 8 nhìn cô ấy một cái, sau đó chỉ nở nụ cười. Không ngờ Bích Hồ làm đầu bếp khá giỏi, ít nhất là đưa thức ăn lên rất nhanh. Lanh canh leng keng một lúc, vài món đã được Trần Tinh tự tay bưng lên. Một đĩa tôm hùm đậu hũ ma bà, một đĩa cá song da báo xào lòng già, một đĩa bông cải xanh xào tinh hoàn cừu, một đĩa cá hồi trộn trứng muối. Thậm chí còn có một bát canh trứng rong biển nội tạng cừu và thêm một tô mì đậu phụ thối thật to làm món chính. Lục Tân nhìn bàn cơm, cau chặt mày. Tôm hùm và cá song da báo, không biết tốn bao nhiêu tiền đây. Trái lại, số 8 ăn rất ngon miệng, không hề khách sáo với Lục Tân và cô giáo Tiểu Lộc sau khi đồ ăn được mang lên. Anh ta lập tức cầm bát ăn lấy ăn để, mặc dù trông không hề bệ rạc nhưng quả thực giống một người giỏi ăn. Nhanh chóng đánh bay quá nửa số đồ ăn, cuối cùng còn gọi thêm một chai bia uống với Lục Tân, cười nói, thường xuyên đi công tác ở các nơi, lâu lắm rồi tôi không được yên ổn ăn một bữa cơm. Lục Tân và cô giáo Tiểu Lộc ăn rất ít, chủ yếu là ngồi xem số 8 ăn, đồng thời đều có tâm sự. Đợi số 8 ăn xong, Lục Tân mới nhìn số 8 như nghĩ ngợi điều gì đó, hỏi, giờ cậu đang làm gì? Thực ra tôi biết hiện giờ mọi người cũng rất lo lắng. Số 8 không trả lời ngay mà rút một điếu thuốc của Lục Tân châm lửa, hút một hơi rồi mới nói. Dù sao trước đây cô nhi viện của chúng ta đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn có thể trở về có lẽ rất bất thường với mọi người. Mặt khác, anh ta nói chậm lại một chút, cười nói, mọi người cũng lo lắng không biết liệu lần này tôi về có mục đích gì khác hay không phải không. Anh ta đưa mắt nhìn Lục Tân và cô giáo Tiểu Lộc, chậm rãi nói, lần này tôi trở về đúng là có chuyện. Cô giáo Tiểu Lộc lập tức hơi căng thẳng, Lục Tân bất giác ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Ngay cả phục vụ viên ngồi xem báo trong phòng bếp cách chỗ họ không xa dường như cũng hơi giọng tai lên. Số 8 nhìn họ, bỗng phì cười một tiếng, nói, nhưng chuyện tôi muốn làm không hề liên quan gì với mọi người. Nói rồi, anh ta lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi trong ngực ra xem thử, nói, sắp tới lúc rồi. Tối nay tôi có một đơn nghiệp vụ ở xung quanh thành phố Thanh Cảng. Nói rồi nhìn về phía Lục Tân, cười nói, cậu có hứng thú đi xem thử một chút với tôi không? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1299, công việc của số 81. Số 8 thật sự tới đây đi công tác sao? Ánh mắt Lục Tân nhìn số 8 ngồi đối diện có phần kỳ quái. Hiện tại anh đã mời cơm, ôn chuyện cũ rồi, cũng đã nghiêm túc hỏi dò rồi. Nếu như trong lòng số 8 thực sự có giấu mục đích gì thì hiện tại cũng nên nói thật ra rồi phải không? Nhưng tới tận giờ,
Anh ta vẫn trả lời như vậy, hơn nữa còn rất thản nhiên. Lúc này đây, đối mặt với lời mời của số 8, anh im lặng một thoáng, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nếu như số 8 quả thực chỉ tiện đường tới thăm anh và cô giáo Tiểu Lộc, vậy anh có thể thư giãn một chút. Còn chuyện công việc của anh ta, quả thực Lục Tân có phần hiếu kỳ. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhân viên phục vụ của quán cơm, Lục Tân gật đầu, nói, được. Số 8 là một người rất nguy hiểm. Sự nguy hiểm này không phải nhất định là do anh ta có ác ý gì, mà là bởi vì ở một thành phố vốn có lãnh chúa tinh thần như Thanh Cảng, anh ta là người kỳ lạ có thể thoát khỏi tầm mắt của sở làm sạch ô nhiễm đặc biệt. Hơn nữa còn khiến lãnh chúa tinh thần cũng cảm nhận được nguy hiểm tỏa ra từ người anh ta, phải tới gần anh ta để nhìn chằm chằm. Người như vậy lại ngang nhiên tới Thanh Cảng, trong tình huống không rõ mục đích của anh ta là gì thì không ai có thể yên tâm nổi. Thanh Cảng cũng có thái độ như vậy. Họ không thẩm vấn hay làm gì cưỡng chế số 8 nhưng ắt không thể không giám sát. Nhưng so với đặc công hay những người có năng lực khác thì Lục Tân, người được số 8 mời, chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi hẹn sẽ cùng đi làm công việc của số 8 với anh ta, bầu không khí trên bàn lập tức dễ chịu hơn nhiều. Lục Tân và số 8 mỗi người uống một chai bia, ngay cả cô giáo Tiểu Lộc cũng chậm chậm ăn một bát cơm nhỏ. Thấy không còn nhiều thời gian nữa, Lục Tân đưa cô giáo Tiểu Lộc về trước. Về lý thuyết, trong tình huống này, cho dù anh không đưa cô ấy về cũng không sao, anh có thể nhờ Trần Tinh hoặc Bích Hổ đưa cô ấy về, nhưng Lục Tân vẫn kiên quyết tự làm chuyện này. Còn về nửa tiếng đồng hồ dạy toán, do không đủ thời gian nên phải hủy bỏ. Đây cũng xem như là Lục Tân làm được một chuyện tốt. Rời cô nhi viện, họ gặp một chiếc xe Jeep đã được chuẩn bị sẵn. Lục Tân dẫn số 8 lên xe, xe do anh ta lái, anh ngồi bên tay lái phụ. Hai người tranh thủ khi trời còn chưa tối, lái xe rời khỏi Thanh Cảng, tiến vào vùng hoang dã chịu nặng bóng hoàng hôn. Có phải cậu rất muốn hỏi làm sao tôi sống sót được phải không? Khi xe Jeep từ từ chạy tới vùng hoang dã không có đèn đường, toàn bộ xung quanh trở nên u ám. Mặt trăng máu vẫn treo trên trời cao nhưng đã chếch về phía tây. Cộng thêm việc trời vốn đầy mây nên ánh sáng rất tối, chỉ có đèn xe Jeep phá vỡ màn đêm, soi sáng con đường gập ghềnh trước mắt. Những hố đá vụn có ở khắp nơi, vũng nước lớn trên đường đọng nước mưa từ cơn mưa mới chút xuống trước đó không lâu. Ngoài xe hoàn toàn yên tĩnh, trong xe cũng rất nặng nề ngột ngạt, số 8 không bật nhạc, anh ta lặng lặng lái xe. Sau khi im lặng lái xe mấy tiếng đồng hồ mới bất ngờ cười hỏi một câu. Lục Tân quay qua nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Là viện trưởng cứu. Số 8 cười trả lời, lúc đầu tưởng chết chắc rồi, ôm nỗi thất vọng về thế giới này chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng không ngờ sau đó lại bỗng nhiên tỉnh lại, là viện trưởng đã cứu tôi. Viện trưởng có bản lĩnh rất lớn, ông ấy có một loại sức mạnh tinh thần đặc biệt, rất có ích trong việc cứu chữa cho bọn tôi. Nói đến đây, anh ta dừng lời, bỗng liếc nhìn Lục Tân một cái. Cười nói, tôi thấy Tiểu Lộc vẫn luôn ngồi trên xe lăn, chắc xương sống của cô ấy bị thương nặng lắm phải không? Thật đáng tiếc, trước đây cô ấy chạy nhanh biết bao. Lúc nào cũng nhanh nhẹn như một chú nai con nên mọi người mới đặt cho cô ấy cái tên đó mà phải không? Lục Tân im lặng ngồi bên ghế lái phụ, hạ cửa sổ xe xuống, chậm rãi châm điếu thuốc. Tôi đã quan sát cô ấy rồi, vết thương của cô ấy không thể chữa hết hẳn bằng kỹ thuật chữa bệnh thông thường, chắc cậu cũng biết điều này. Số 8 nói tiếp, dường như chỉ đang cảm khái. Lục Tân chỉ lặng lặng hút thuốc, không tiếp lời. Ánh đèn pha của xe chỉ hắt một chút sáng ít ỏi vào trong thùng. Xe nên không nhìn thấy rõ nét mặt của anh. Thực ra Lục Tân không hề có biểu cảm gì, anh chỉ ngồi im lặng. Trong lòng khổ sở giống như đầu mẩu thuốc lá chốc chốc lại sáng lên mơ hồ. Số 8 khẽ thở dài, nói, có điều. Nếu có cơ hội tìm được viện trưởng già thì có lẽ ông ấy có thể chữa khỏi hẳn. Lục Tân chậm chậm quay đầu lại, nghiêm túc nhìn về phía số 8. Anh đã khác trước đây rồi, biết nhiều chuyện hơn trước đây một chút, cũng giỏi kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn. Cho nên, sau khi im lặng một lúc, anh hỏi khẽ, cậu làm việc cho viện trưởng à? Bầu không khí trong xe dường như trở nên ngột ngạt. Không phải. Nhưng số 8 lắc đầu rất thản nhiên, nói, lúc trước tôi từng muốn trở thành trợ thủ của viện trưởng.
tôi cảm thấy mình đã đủ tiêu chuẩn trở thành trợ thủ của ông ấy rồi, nhưng tiếc là khi tôi hiểu được một số suy nghĩ của viện trưởng, tôi từ chối. Viện trưởng có mục đích ông ấy theo đuổi, tôi cũng có của tôi. Cho nên tôi rời khỏi chỗ ông ấy, sau đó tìm được công việc hiện tại đang làm. Trong ánh sáng lúc tối, anh ta quay đầu cười với Lục Tân, tôi rất thích, đây mới là sự nghiệp tôi muốn làm. Lục Tân hơi nhíu mày, nói chuyện phiếm với số 8 luôn khiến anh cảm thấy không thoải mái. Một lát sau, anh mới hỏi thẳng, vậy rốt cuộc việc viện trưởng già muốn làm là gì? Không thể nói được. Số 8 lắc đầu, nói thẳng, huống hồ tôi cũng chỉ đoán được một chút thôi, chưa tiếp cận được tới cốt lõi. Đại khái cũng vì tôi không biết điều cốt lõi nên viện trưởng mới thả cho tôi đi, nếu không với tính cách của ông ấy. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1300, công việc của số 82. Nói đến đây, anh ta hơi hơi lắc đầu, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Lục Tân càng ngày càng nhiều hơn, anh không nhịn được muốn hỏi thêm những vấn đề khác. Nhưng đúng lúc này, số 8 ngẩng đầu lên, nhìn về phía chếch chéo đằng trước, nói khẽ, chúng ta sắp tới nơi rồi. Lục Tân nhìn anh ta một cái, tạm thời gác chủ đề này lại. Anh nhìn theo hướng anh ta nhìn thì thấy ở chếch chéo phía trước, khoảng trời tối om cuối cùng cũng sáng lên. Dựa vào khoảng cách để ước lượng thì chắc còn khoảng 40, 50 phút chạy xe nữa. Anh mở bản đồ trên kính mắt, phát hiện chỗ đó hẳn là một điểm tập trung của núi Tiểu Dã. Theo thông tin trong tài liệu thì chỗ này tập trung khoảng 20.000 người, bình thường sinh sống bằng việc tìm kiếm chất thải và làm giao dịch ngầm. Điểm tập trung như thế này có rất nhiều ở nơi hoang dã. Số 8 cố ý chạy tới đó làm gì? Chẳng lẽ anh ta cũng có mặt hàng lén lút nào đó cần bán đi ở chợ của bọn họ? Ở đó, có một người tự xưng là tướng quân núi Tiểu Dã, nhưng thực ra là một thôn trưởng. Số 8 chủ động giải thích. Ở vùng hoang dã có không ít nhân vật mạnh, không hung ác tàn nhẫn thì rất khó sinh tồn. Vị tướng quân núi Tiểu Dã này chính là một người rất thích nghi với cuộc sống ở đây. Khác với những người vốn sống ở vùng hoang dã muốn vào ở trong thành phố cao tường, ban đầu hắn sống ở thành phố cao tường nhưng phạm tội nên trốn khỏi thành phố cao tường, cuối cùng lưu lạc đến đây. Cuộc đời của hắn không chỉ không trở nên tồi tệ vì chuyện này mà thậm chí còn nhờ thế trở nên muôn màu muôn vẻ. Bẩm sinh hắn đã rất thích nghi với cuộc sống mạnh được yếu thua, lừa gạt lẫn nhau ở vùng hoang dã. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, hắn đã leo lên được chức vụ đội trưởng đội tìm kiếm chất thải của núi Tiểu Dã. Sau đó nhân lúc tướng quân già của núi Tiểu Dã ốm nặng, hắn dùng gối làm đối phương ngả thở chết, giết chết toàn bộ cả nhà già trẻ gái trai và thuộc hạ của tướng quân già rồi đem cho lợn ăn. Từ đó trở đi, hắn trở thành tướng quân núi Tiểu Dã. Do lớn lên ở thành phố cao tường, hơn nữa gia cảnh vốn không tồi nên hắn hiểu rất rõ quy tắc ở thành phố cao tường, móc nối được với một số quan chức có thế lực lớn, bao gồm cả người ở Thanh Cảng, âm thầm tiêu thụ tang vật cho bọn họ và xử lý một số việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nhìn bề ngoài thì công việc chính của hắn là tiêu thụ tang vật, nhưng trên thực tế hắn chủ yếu làm cướp. Cho tới hôm nay, sở dĩ không có nhiều tin tức liên quan tới chuyện hắn cướp bóc của các đội buôn ở vùng hoang dã là vì hắn cẩn thận. Hắn cẩn thận, cho nên xưa nay không để ai sống sót. Cho dù là phụ nữ xinh đẹp khiến hắn động lòng, hắn cũng sẽ chơi xong giết ngay. Nghe số 8 kể, Lục Tân càng ngày càng cau chặt mày. Không thể nghi ngờ, số 8 đang nói về một người xấu. Chuyện người này làm cho dù chỉ có một nửa là sự thật cũng thực sự có thể nói là tội ác ngập trời. Nhưng số 8 tới đây, đây chính là nghiệp vụ của tôi. Lúc Lục Tân nghĩ đến đó, số 8 cười, chủ động mở miệng, tôi tới phán tội hắn. Không đợi Lục Tân kịp hỏi, số 8 đã dừng xe lại, từ đây đã có thể nhìn thấy cổng điểm tập trung của núi Tiểu Dã ở đằng xa. Số 8 mở cửa xe, mặc áo vét của mình vào. Sau đó xách chiếc vali xách tay màu đen anh ta luôn mang theo người. Đi cùng với Lục Tân tiến tới cổng của điểm tập trung đó, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy lính gác ôm súng bên ngoài điểm tập trung. Ai đấy? Nhìn thấy có xe chạy xuyên màn đêm tới, bọn lính gác đã sớm có đề phòng. Thấy người đi về phía bọn họ lập tức chĩa súng.
Chào mọi người, tôi là người thi hành của tòa án Ngọ Dạ, Hứa Kinh. Số 8 tới cổng ra vào của điểm tập trung, thẳng thắn nói ra thân phận của mình, đồng thời nở nụ cười, lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho bọn họ xem. Lục Tân để ý thấy trên tấm danh thiếp màu đen ấy không hề có bất kỳ nội dung nào, hoàn toàn trống trơn. Nhưng toàn bộ bọn lính gác cầm súng đều bị tấm danh thiếp đó thu hút. Sau đó ánh mắt bọn họ có phần mơ màng, từ từ tránh đường. Số 8 cứ thế đi thẳng vào trong điểm tập trung, tiến về phía tòa biệt thự ở tận cùng bên trong điểm tập trung của núi Tiểu Dã. Trên đường hễ gặp ai hỏi, anh ta lập tức chìa danh thiếp ra, bất kể là ai cũng đều nhường đường cho anh ta ngay lập tức. Sau khi họ đi qua, nhưng người đó tỉnh táo lại, nhưng dường như hoàn toàn không ngờ đã gặp họ. Họ vừa nói chuyện phiếm vừa đi, tốn không đầy 10 phút, họ đã tới được biệt thự của vị tướng quân núi Tiểu Dã này. Sau đó anh ta bảo bảo vệ mở cửa, đi thẳng vào trong đại sảnh, leo lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, đi tới trước một chiếc giường lớn. Số 8 để chiếc vali đen xuống, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là các vũ khí đẹp mắt như thể các tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt được sắp xếp chỉnh tề. Chẳng hạn như con dao mỏng dài sắc bén sáng như bạc, cặp móc câu nhọn làm bằng inox đặt trong chiếc hộp nhung màu đỏ đen có đường vòng cung đẹp mắt. Chất lỏng sặc sỡ nhiều màu trông rất đẹp, một bó dây kẽm gai dài mảnh, vân vân. Số 8 cởi áo vét, đeo găng tay cao su màu trắng vào. Đối mặt với người đàn ông nằm trên giường, hoàn toàn không biết gì cả, anh ta cười nói với Lục Tân, hiện giờ, tôi sẽ bắt đầu làm việc. Các bạn vừa nghe xong tập 130 của bộ truyện Mặt Trắng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.